Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Thì bây giờ mình cũng đang là bắt đầu cái tuần lễ đầu tiên của tháng 5. Khi bắt đầu nền kinh tế nó từ từ mở cửa trở lại thì hy vọng mọi việc nó sẽ không có gì trở ngại. Tuy nhiên có một cái tin mới đây liên quan đến cái việc mà tại tiểu bang California, kính thưa ông Dạo và thưa ông Phủ, thì hiện tại có khoảng 3 triệu người có thể sẽ không, đây là những người mà làm việc tự do đó, tức là làm việc theo để nhận cái 1099, cái 1099 hoặc là không có nhận W2, tức là làm công việc công nhân bình thường, thì những người này có thể sẽ không nhận được tiền thất nghiệp, kính thưa quý giả. Cái luật này nếu như Trần Thắng nhớ không lầm thì cái luật này gọi là PUA, tức là ông thống đốc của tiểu bang California Newsom ông ký là cho phép những người làm việc tự do, những người độc lập không có bị bó buộc làm theo giờ 8 giờ 5 giờ mà lãnh cái W2 đó, được quyền lãnh cái tiền thất nghiệp trong cái thời gian mà bệnh dịch coronavirus. Thì ông ký cái đó, mà thật trên nguyên tắc á, theo bình thường trước kia đó thì những người này họ không có nhận được cái tiền thất nghiệp nếu họ bị thất nghiệp. Thì vấn đề nó có một cái trở ngại bây giờ nó như thế này, là đối với những người mà làm việc tự do, nhưng trong thời gian họ làm việc tự do họ lại có làm một cái việc khác, mà cái công việc tại vì làm việc tự do mà họ có làm chỗ này chút, chỗ kia chút, chỗ nọ nọ chút, thì có chỗ đó thì trả cho họ W2, tức là tiền bằng tiền lương W2. Thì vì trả tiền cho họ cái W2 này cho nên họ không được nhận cái tiền thất nghiệp mà họ làm cái nghề tự do. Cái vấn đề nằm chỗ là họ bị giữa hai cái đó, tức là nằm ở giữa chừng giới tuyến đó. Giới tuyến có đó. Lúc thì nhận W2, có lúc thì nhận 1099, thì không phải chỗ lúc nào cũng 1099. Thì họ đang bị cái hồ sơ đó đang bị khúc mắc ở chỗ đó. Thì chắc chắn là từ tiểu bang họ cũng phải giải thích cái đó thêm. Và phải đào sâu đó thêm để chia tiền cho họ nữa. Nhưng mà cái vấn đề là nó nằm ở chỗ là tới lúc giải quyết xong mà họ gần chết rồi, tại vì họ ngắt ngoại rồi. Họ không còn tiền nữa. Tính cái kết quả theo như cái luật đó thì này, nếu trong 18 tháng trước mà họ lãnh cái tiền hoàn toàn là không có W2 á thì dễ giải quyết lắm. Nếu không có W2 thì rất dễ quyết, dạ anh đã đúng. Nhưng mà trong 18 tháng trước nếu họ có đi làm đâu đó mà ở đâu đó mà trả cho họ cái W2 mà trên $1,300 đó thì coi như họ không có được cái nhận cái tiền mà làm một cách độc lập. Theo tuy nhiên, thí dụ bây giờ họ lãnh 1.300 đi, trên 1.300, nhưng mà họ đi làm độc lập cho một công ty nào đó mà nhận cái 1099 á, thí dụ 50.000, 60.000 thí dụ một năm đi, thì cái tiền nó số rất là nhiều. Thì đáng lẽ ra là khi mà họ xin cái tiền mà thất nghiệp á thì nó tính theo cái phần trăm của cái năm 60.000 đó thì họ mới có đủ sống. Nhưng vì họ lỡ lãnh cái W2 cho một cái việc khác trong 18 tháng trước kia, ví dụ họ lãnh có 1.300, 4.000 đi, thì bây giờ sở thất nghiệp tính trên cái 4.000 đó mà trả cho họ một tuần có mấy chục đô thì họ sẽ không đủ sống. Chính vì cái vấn đề này cho nên hiện tại kính thưa quý giáo thương phủ có khoảng chừng 3 triệu người đang kẹt ở giữa lằn ranh, giữa một cái bộ bên làm việc độc lập và một bên làm việc W2, mà đôi khi họ làm cả hai bên. Đó là cái vấn đề của họ bây giờ. Đúng rồi. Thì bây giờ giải quyết sao anh Phủ? Chắc phải chờ đó. Phải chờ luôn. Đó à? Chờ đó. Vâng, đó là cái một trong những vấn đề rất là quan trọng, kính thưa quý vị và thượng phụ. Bây giờ trở lại một tin khác, là ngày hôm chủ nhật vừa qua thì có lẽ là tổng thống Trump theo sự cố vấn của các đề nghị của các cố vấn đó, bây giờ phải bỏ cái chuyện mà đấu tranh đối đầu với là coronavirus và bắt đầu phải tranh cử trở lại. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.